anh cho em bổ sung. Có nghĩa là được cái tên Hiếu thứ hai như bây giờ là nhờ anh em trong chương trình đẩy lên. Nhưng mà đi hát không bao giờ mà mời những anh em trong Hai Ngọc Đêm. MV người ta không mời mình. Dạ. Quay MV cũng không mời anh em luôn. Trong khi đó anh em có khả năng diễn xuất, khả năng đọc rap, hát luôn, cũng không mời luôn. Đó, giải thích sao em? Tại vì mấy anh là lĩnh vực khác. Em thì khác xa quá, em thấy mấy anh cũng không có đi khuya, đi xa nhiều. Còn em diễn thì đa số là 12 giờ, 1 giờ cái kiểu. Nên là cũng không có mời. Các kiểu. Dạ. Lâm nó hay diễn chắc 3 giờ đêm lắm. Không, ý anh nghĩ là bé nó đang nói thật á. Nó nói là tụi em không có chuyên môn á, cho nên nó ghét, nó không mời. Anh, qua cái thổi của anh tụi em mới xuống đó. Phải không, em có hiểu vậy không? Người ta nói khéo.